Đi spa nữa em ơi. Single boy bất kỳ à? Ơ đi coi mày. Cái gì vậy? Địt mẹ. Nhầm. Sao Lộc lại cấm single? Lộc phải đùa địt mẹ. Thế là địt mẹ bọn đỏ, địt mẹ kênh view à, nói là chính xác à? Nó bảo địt mẹ mày, bọn mày chôn tao cái lồn gì á? Được rồi, ta sẽ địt và mày đi bồ cù vậy. Susan nha. 0175. Susan. Đúng rồi, mày tao lắc qua đây. Mày tao lắc qua đây tao ao vô like ấy. Ê, Susan có chặn đến đâu. Địt comment, địt comment mày tố cáo. Đem SS đi anh em bọn nó. Còn cái gì vậy? Cái gì vậy? Tố sẽ. Cái gì vậy Gum? Đem lồn. Chết rồi, má xin cơm quạ quạo rồi, chết rồi. Địt mẹ. Nha, đánh nốt xong trận hot tem nha, xóa con mẹ liên minh luôn, thì phải xóa hết kết bạn các kiểu luôn. Chết rồi. Căng nha. Hãy là chết mày. Dù phải chơi mà cấm hết tướng vậy. Thôi. Nha anh em, mình sẽ cố gắng hết sức game này nha. Đâu phải đánh được đâu. Không bao giờ chơi với tiệm SS nữa. Mình sẽ rời tiệm SS luôn. Rời lên vần, có gì 20 minutes later. Không có tí gì thú vị. Nha, mình gặp trên nhá. Tối mai gặp lại nhá. Mình sẽ oát cái tem ES này nha mọi người nhá. Mình xóa luôn lên mình đi các bạn. Tối mai mình chơi game khác nhá. Xóa luôn. Qua tên cho con chó. Qua tên đâu xin cung biết à? Đánh vô phân mà mẹ không có gãy mình ra. Vô phân mà vay mấy một bài mà đánh đâu hay đâu. Cồn lạc Nguyễn. Cồn lạc Nguyễn, con đéo nào, what the fuck. Trên YouTube. Đéo biết luôn. Không có phải em đang sao xem nhầm kênh ai không? Em đang xem ai đấy? Em đéo nhớ luôn, em đang xem ai đấy? Em có thể đi mẹ mình nhận biết được em đang xem ai không? Anh nghĩ là em nhầm con mẹ phòng nữa. Nhầm phòng rồi đấy, đi mẹ, em thấy không? Đi mẹ, em quen một thằng đi phải đánh hay nha anh á. What the fuck? Đi con mẹ solo kill các kiểu với tiệm địch. Ý hiểu sao em quen được đi mẹ. Thằng như vậy luôn. Đi mẹ không quen nhá. Thằng ghê gớm nhất thế vợ. Ít chết rồi. Vãi lồn, mình vừa làm cái lồn đi anh em. Đánh con đấy sướng vãi lồn luôn à anh em. Mình sướng vãi lồn, đánh thì có vẻ chạy ít mù tắp. Đi phải tốc biến qua đọc kìa vãi lồn thật. Thế nên đi vào đọc xong mới tốc biến. Chuyện gì vậy bạn? Sao đi vào đọc xong mới tốc biến? Chứ thì chết mẹ luôn rồi. Vãi lồn cũng biết đánh không vậy, bị kim cương gì vậy. Chào Phan Misi. Chào Phan Misi. What the Phan Misi.
cho quân. Ok đấy. Đó. Từ từ anh đang đánh thì phải vừa đánh vừa giải thích, nó hơi bị vãi lồn một chút. Đi vừa đánh vừa giải thích là bị con mẹ hơi ấy, hơi lằng ngoằng tí. Đi phải anh chấp hai, ui phụ đánh ghê vãi lồ luôn. Nope. Ui. Nope. Ui. Nope. Đi chuyện gì xảy ra này? 20 phút được 13 cái, ui, ghê vậy. Cảm ơn anh em vào xem nhé. Đừng quên ấn like và sub. Và đừng quên vào stream Grab xem mình trực tiếp. Nhẹ nhàng vãi lồn cho ông này luôn. Đéo hiểu sao nhẹ nhàng vãi lồn luôn. Ông tự giết rồi. Rồi ôi địt con mẹ nó. Đéo được penta rồi nghe mẹ. Địt con mẹ đấy định hất luôn rồi. Tức thế em đánh sao? Địt con mẹ mày. Ghê đấy. Mà đéo ghê bằng tớ được. Địt con mẹ. Mạnh gì đâu. Địt con what the fuck. Đây là mới đánh 10% công lực thôi đấy. Phải lâu kinh vậy. Có phải ghê gớm đấy. Đái thật, bịt mẹ, thế là ăn hết mạng đến từ tem mình rồi. Đánh thì ghê vãi, ăn hết mạng. À, tắt đù. Shinjung Are Ark này được. Đúng rồi đấy. Chỉ nữa xong game anh sẽ add Saren Ark này. Phá nhà mẹ luôn vãi lồn thật. Được cái tên anh. Ok, cảm ơn anh em đã xem clip này nha. Nhớ like, sub giúp mình các kiểu. Có thể
Tiếp tục trận đấu tiếp theo nhá. Mình thì sắp lên thách đấu 800 điểm rồi. Bây giờ đang thách đấu 700 điểm anh em. Anh em đùa thôi, bây giờ mới cao thủ đây anh em. Nói thách đấu phép quá, đang cao thủ nha anh em nhá. Cao thủ 80 điểm. Thế có phải hay 60 điểm nhỉ? Để anh em nhìn rõ nhá, để không bảo xin cung nói phép. Này, cao thủ đơn thằng hoi này, báo điểm đây. Đi com ạ, 37 điểm. Ô, cộng điểm lên 4, 54 điểm nhá. Cao thủ 54 điểm đấy anh em nhé.